Hyundai Tucson là mẫu xe gầm cao cỡ C rất được quan tâm tại thị trường Việt Nam, kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2022, thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng. Xe cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CRV, Mitsubishi Outlander. Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng, một sâu ngum đang chào bán chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2022 với mức giá 905 triệu. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản Turbo, ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu, chỉ số lăn bánh là 30.000 km. Được biết, khi mua mới vào năm 2022, bản Tubo có giá niêm yết là 959 triệu. Tính thêm chi phí lăn bánh, người mua sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền gần 1 tỷ mốt. Như vậy, giá xe cho thấy người bán chấp nhận chịu lỗ số tiền lên tới gần 200 triệu so với mua xe mới. Mặt khác, đây sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với những ai đang muốn tìm kiếm một chiếc SUV vận hành ổn định, giàu tiện nghi với số lăn bánh không quá cao. Hyundai Tucson 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao và gợi cảm, với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, mang đến dáng vẻ bề thế và khỏe khoắn cho xe. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt dạng tham số, với đồ họa vây cá cùng dài đèn định vị LED hình cánh chim ở hai bên. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp sấy, bộ la-zăng 19 in có thiết kế năm chấu dạng phay hai tông màu, cụm đèn hậu vuốt sư tử đồ họa 3D độc lạ bên trong khoang lái, Hyundai Tucson Turbo sở hữu không gian nội thất hiện đại, với tông màu chủ đạo là màu xám lông chuột kết hợp với nâu đậm. Những trang bị tiện nghi nổi bật có vô lăng 4 chấu, lẫy chuyển số thể thao, cụm đồng hồ tốc độ full LCD và màn hình cảm ứng trung tâm điều 10.25 in hệ thống 8 loa Bose cao cấp, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời. Hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, nhớ hai vị trí ghế lái, sưởi và làm mát. Hàng ghế sau được trang bị tựa đầu 3 vị trí, và bệ để tay trung tâm tích hợp đựng cốc. Dưới nắp capo, xe sử dụng động cơ tubo SmartChim 1 6 lít tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và men xoắn cực đại 265Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về an toàn, xe có những trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2022 còn được trang bị gói an toàn chủ động Smart Sense với nhiều tính năng tiên tiến như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người ngồi phía sau, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù khi có phương tiện cắt ngang phía sau.